Tiếp theo là một số tin tức nổi bật trong phần tin sáng. Mặc dù chất lượng một số dịch vụ công trong hai năm 2012 và 2013 đã có cải thiện so với trước, song người dân và doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn gặp khó khăn khi làm thủ tục về nhà đất. Đây là kết quả của khảo sát về chỉ số hài lòng của tổ chức và công dân về dịch vụ công trong hai năm 2012-2013 vừa được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cung cấp. Theo kết quả khảo sát, mặc dù các cơ quan hành chính của thành phố đã triển khai một cửa liên thông, song tình trạng đòi bổ túc hồ sơ vẫn còn chiếm tỷ lệ khá cao. Cụ thể, với dịch vụ cấp phép xây dựng, tỷ lệ có bổ túc hồ sơ là 40%, trong đó chiếm tỷ lệ cao nhất là những hồ sơ nộp tại Ủy ban Nhân dân các phường, xã, thị trấn, chiếm đến 74%. Số lần bổ túc bình quân là 1,5 lần. Thời gian chuẩn bị bổ túc hồ sơ và nộp lại kéo dài từ 15 đến 20 ngày. Tình trạng này cũng lặp lại tương tự đối với các doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp còn than phiền về việc kết quả cấp phép còn tùy thuộc vào cán bộ thụ lý hồ sơ hoặc phải thuê dịch vụ thì mới nhanh. Đối với dịch vụ cấp chủ quyền nhà đất, người dân vẫn còn mất rất nhiều thời gian. Trung bình một bộ hồ sơ phải chuẩn bị gần 65 ngày, từ lúc nộp hồ sơ đến khi nhận kết quả lên tới 170 ngày, trong khi quy định chỉ có 33 ngày. Việc khảo sát do Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện bằng phiếu thăm dò đối với 1.500 hộ dân và 500 doanh nghiệp trên địa bàn.